tráng gương hay tráng ruột phích thì dùng glucose. Kể 4 ạ, 1 glucose 1 chó. Glucose 10%. Tráng bạc lên một chiếc gương kích thước 108x50. Bề giấy lớp bạc. Vậy ta sẽ có là V. Khối lượng của bạc cần tráng lên chiếc gương thì đầu tiên mình phải cần tìm được thể tích, đúng không? Thể tích của bạc cần tráng lên chiếc gương. Thì bây giờ chiếc gương này này, dày tương đây, kích thước là 108 này nhân 50, chắc là chiều dài chiều rộng này đều là đơn vị cm rồi, đúng không? Bề dày là 0,04 mm, để đổi về cm là 0,0004 cm. Khối lượng riêng là 10,5 g/cm, vậy nhân với lại 10,5. Được chưa? Đấy, mình ra được khối lượng bạc cần tráng lên chiếc gương. 22,68 g nhé. Vậy từ đó chúng ta sẽ tìm được số mol. Đúng không ạ? Mình tìm được số mol. Số mol của Ag bằng 22,68 chia 108 bằng bao nhiêu? 22,68 chia 108 bằng bao nhiêu? 0,21. Thế bây giờ đề bài hỏi chúng ta hiệu suất là 100% nhá. Khối lượng dung dịch glucose, vậy mình sẽ tìm được số mol của glucose bằng 0,21 chia 2. Do là có một chó nên là một bạc. Do là một glu thì ra được hai bạc. Vậy đây bằng là 0,105. Vậy suy ra khối lượng glu của dung dịch 10% sẽ bằng 0,105 phân tử khối này nhân thành này là 180 nhân 180. Nhưng mà đây mới chỉ là m nguyên chất, mà đây để bài hỏi chúng ta là m dung dịch glucose 10% phải chia cho 10%, 10% là bằng 0,1. 189 g. Vậy đáp án đúng chúng ta là 189 g.